Vương đây rồi mà. Vâng, không phải. Kia Long Vương đầu thì một đoạn đúng không? Ừ. Kia thì nó bị xiên, kia xiên chéo. Đúng rồi. Đang lái là sắt cũ nhiều lắm, có sắt cũ nhiều lắm. Không thì lái xe ai tự để tiếp. Chào. Dạ, dạ, không ạ. Anh chưa, dạ, 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 dạ. Đúng rồi, mai thứ bảy nghe. Anh Trường ơi, phải xin nhan đi kìa. Tân máy tiến lên tiến thật à? Tân máy tiến lên bịp mẹ con nó tiến lên một phát lên mà nó lùi 5-7-10 đỏ mới vào được. Căn bản là anh cứ người ta tưởng thật. Nó là nó mới nhận con đấy. À. Đấy là không quên xe. Đâu quên xe? Bịp mẹ ông. Xe ông ấy thì nếu ông ấy lâu mới lùi nhỏ vào ngay. Đúng rồi, đúng rồi, con này đầu nó ngắn.